Những lời tiên tri của thầy đó, quý vị thấy coi nó có hiện bày sự thật chưa? Thầy nói thế này đây. Thầy nói từ đây sắp đến thảm thê. Từ đây là ngay giờ cái phút mà năm tí này đổ lên đó. Là từ đây sắp đến thảm thê mà cha lìa con nọ thì vợ kia sẽ chồng. Bởi vì từ cái kỷ hợi mà đổ gì trước đó là còn các ngày nuôi dưỡng mà lúc đó đâu có thảm thê. Rồi là cha lìa con nọ vợ kia sẽ chồng đâu có. Nhưng mà thật sự ra tới đầu canh tí thôi. Thì cái bệnh dịch cúm corona này đó là 213 nước. Thì bây giờ đến cái Việt Nam chúng ta là từ đây sắp đến thảm thê. Mà cái chứng thảm thê là đau khổ lắm. Và những cái sự đó là không thể tả nổi về cái sự nó là thống thiết và đau khổ. Mà thảm thê này mà Đức Thầy cho biết là cha liền con nọ. Bây giờ trong cái bệnh hoạn mà cái bệnh kỳ này mình thấy rất là lạ. Thầy nó đau nhiều chứng dị kỳ khó kể chứ dị là khá kỳ là lạ. Sắp từ đây lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian đó khó nổi thung dung. Mà người bảo ác không toàn tính mạng. Thành thử ra đó là quý vị thấy thảm thê chưa? Cha lìa con nọ mà vợ kia sẽ chồng. Giữa cái tình nghĩa đó là chồng vợ, là phu thê, là con cái sống chung một cái ngôi nhà đó là rất là hạnh phúc. Thế mà bị bệnh đó là dịch cúm corona rồi thì không thể lại gần được. Quý vị thấy ở Ấn Độ. Ấn Độ thì lúc bây giờ là cái bệnh dịch cúm corona này đó là nó biến thể, nghĩa là từ người sang người, rồi nó là từ cái trong cái khí quyển này sẽ sang tới người, nó lượn đi luồng nào chết luồng nấy. Rồi bây giờ khi mà gia đình mà bị bệnh đó rồi thì nghĩa là cha mẹ hay gì đó là trong thân nhân phải để ngồi ở ngoài xa ngoài đường ngoài chứ không được ngồi trong nhà được. Thì cái đó là phải quý thấy xa lìa là con lìa cha nọ mà vợ kia xa chồng không thấy sát bên mà lại ngồi gần không được. Thành thử ra đó là từ cái Vũ Hán, từ cho bên Ấn Độ, những người ta tạo tiền bạc mà nhôm gom nhớt mà từ xưa tới giờ đó ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, rồi không có dám bố thí cho người nghèo. Thế mà trong khi mà cái bệnh mà dịch mà nổi lên đó thì người ta mới nói thế này đây, đó là tiền bạc đối với Vũ Hán và đối với Ấn Độ thì bây giờ không có nghĩa lý gì hết trơn, không nghĩa lý gì hết trơn, bị đồng tiền không mua được hạnh phúc. Mà đồng tiền không mua được cái bệnh hoạn này. Bởi vì có tiền mà thế mà bó tay thôi. Bó tay thôi chứ đâu có trị được. Nếu mà trị được thì thế giới này nó là đâu còn ai bệnh dịch cúm corona nữa. Thì thử ra đối với Việt Nam chúng ta sao? Thì cũng đang vào cái cơn bệnh khủng khiếp nữa. Giờ này thì phải nói rằng là trong cả nước đang lo âu và đang suy tư rất là nhiều. Mà bệnh bây giờ nói chung ra là nó không dừng được. Nó hết cái chỗ tỉnh này rồi đến tỉnh khác, hết tỉnh khác rồi tới tỉnh khác. Như vậy thì bây giờ đó là Đức Thầy nói đôi lời. Đôi lời là chỉ có hai lời thôi. Đôi lời nhắn nhủ khắp đâu đâu. Nghĩa là từ ngày Đức Thầy đó là khi mà Ngài đã đời, Ngài giải đạo, khi mà Ngài hạ bút đó, thì Ngài nói là đôi lời nhắn nhủ khắp đâu đâu, đâu đâu là hết trơn năm châu thế giới á. Dạng vật từ nay luôn thảm sầu, hết trơn người về vật đó quý vị. Áo não thương đời đa đối khổ, u buồn trăm họ dễ dài câu. Nghĩa là kể cả trăm họ luôn, có phải là một họ đâu. Thử ra đó là Đức Thầy cho biết đó là để đến việc thảm thê rồi thê thảm. Nghĩa là cái công việc này sẽ đến rồi thảm thê rồi thê thảm. Mắt phàm trần tường lãm bi ai. Trong Đức Thầy ra đời giảng đạo thì đến nay nếu chúng ta không tu đó là đến thời kỳ trả quả. Mà trả quả rồi thì hầm mị biết bao, thỏ cho kẻ khát khao đạo đức. Và một cái thời kỳ này là sẽ đến lúc là tận diệt nhân gian trực thiên khoa, lão giả hậu quy nhân ấu giả, ly kỳ thiên định dĩ thiên la. Kỳ này là trời định. Và Đức Thầy còn tiên tri trước là cái ngày Đức Thầy trở lại đó là cái bệnh dịch tả này chết chôn kịp, Đức Thầy mới trở lại. Nên Đức Thầy cho biết là lớp đau chết để thâu vô số, thiên tà ma yêu quái chặt đường, chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương làm sao cứu những người không ác. Và lớp đau chết mà kể như là vô số không còn sự đếm nữa. Từ cái chỗ đó thì chúng ta nên hiểu rằng là cái cuộc đời này nó sẽ diễn tiến hoài tới. Mà Đức Thầy cho biết là nào nào trần thế có sang, sắp điều lao khổ nghèo nàn hỡi ai, thảm trong thế sự ngày nay, sắp điều lao lý quá dài gian nan. Nghĩa là sắp từ đây lao khổ đến cùng, kẻ dương gian có nỗi thung dung mà người bỏ ác không tồn tánh mạng. Chúng ta không thể bỏ tồn được cái sự sống này dài mãi hoài được đâu. Mà Đức Thầy cho biết đó là khi đến đời rồi thì mái thiên cơ một phút mỗi thai, nếu sẽ suy như thể tên bay đường dinh nhục rủi mai một tháng. Nên Đức Thầy cho biết đó, khi tới đời rồi có những hiện tượng sau đây. Trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Phiên dương gian bỏ các việc tồi, đặng lo liệu cho tròn phận sự.
thấy trần thế hãy còn lưỡng lự, muốn tu mà còn hãy chần chờ. Việc thế gian như thể cuộc cờ mà thắng với thối một hai nước tướng, nghĩa là chỉ có nước cờ là thắng cái thối thôi, mà chúng ta đang thắng nước cờ hết rồi quý vị. Thì nó cờ nó thất bầu trời nước chiếu, mà còn ăn con chốt làm chi. Ai là người quân tử tu mi thì phải sớm xử thân mình cho dẹn, chừng lập hội khỏi thù khỏi thẹn. Với Phật tiên cũng chẳng xa chi, lời cao siêu trên hải gắn ghi mà ta ra sức rất nhiều và tánh. Như vậy thì bây giờ đó là Đức Thầy sẽ chờ con đầy đủ nghĩa nhân, rồi chúng ta phải có đầy đủ đức tính và nguyện hạnh. Chứ nếu không thì đến lúc đó là chiến tranh bùng nổ. Mà Thầy nói thế này đây: lầm than khói lửa với binh đao, Âu Á lung tung nhuộm máu đào, bá thánh say xưa mùi phú quý, thì sau này sẽ chứng cảnh đồ lao. Đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, bố thí trì trai giữ giới mà, Phật đạo trau dồi tâm tánh lại, giác thiền duyên chở lúc can qua. Can qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chốt hẹn hò. Một cái đoạn văn này Đức Thầy xác định chúng ta là khi mà chiến tranh nó bùng nổ rồi thì những lầm than khói lửa với binh đao là những cái sự đau khổ cho nhân loại chúng sanh, là người hung chớ đất chặt thay. Dòm xem bắt thảm ngày rài cho dân, mấy người còn được sát thân thì là đài ngọc các lăng dự kề. Thương trần ta cũng ráng thề để cho bá tánh liệu bề thủ thân. Tu hành chẳng được đức ăn thì ta chẳng phải sát thân người đời. Đức Thầy là một vị Phật mà ngày đó đời hôm nay ngày thệ nguyện chúng ta luôn là rao khuyên dân hiện có sơn minh, dìu bá tánh hứa câu thể hải. Đức Phật mà ngài vì đại nguyện lớn lao, vì thương chúng ta mà ngài qua đây ngài thề nguyện luôn. Vì lẽ đó mà khi mà chiến tranh nó bùng nổ rồi thì Đức Thầy cho biết là ôi khổ thảm bốn bề sống dậy, dòm đừng trời thì lửa cháy liên miên, tiêu điều sáng giặc điền duyên thành thông, biến hóa dưới miền trung ương, ngục môn đề quỷ vô thường, giác hồn cái bạo diêm dương lực trừng, nhìn xa nước mắt rưng rưng, thương đời ngu muội trầm lưng hoài hoài, ta hảo bút viết bài chung cuộc, ai rõ đồng con cúc của kiêu. Nghĩa là Đức Thầy đã viết bài chung cuộc vào cái mùa hạ khai đạo, mà cái mùa hạ cũng tới này cũng là cái điều đó là đến lúc là chúng sanh sẽ gánh cái đại họa lớn lao. Như vậy thì khi mà chiến tranh bùng nổ rồi thì thiên cơ mới nổi can qua, gấm trong thế giới còn đôi ba phần, mau mau kiếp kiếp chiên cần chúng sanh còn có lập thân hội này, để chúng ta trễ cơ hội này thì ngàn năm một thở gì à, mới được gặp chân lý Đức Thầy chứ không phải là dễ đâu. Mà trễ qua cơ hội rồi thì nếu mãi mê man mùi tục lỵ thì linh hồn chìm đắm chốn nơi hà, biết chừng nào chúng ta được thân người nữa. Thành thử ra cái kỳ này là khuyên bổn đạo lập thân nuôi chí, đặng chờ ngài ý kiến Phật trời. Kỳ này chúng ta đã lập thân với nuôi chí hướng mới gặp Phật trời được. Như vậy thì bây giờ đó là khối lửa với binh đao Âu Á lung tung, châu Âu và Á nhuộm máu đào, ba tánh say xưa mùi phú quý. Ông Phật đó là ông sinh quản lại vào năm 1936, năm tiêu diệt tới năm 39 thầy khai đạo, là thầy mở đạo lại. Như vậy thì bây giờ đó ngài sinh quản lại đó là để cho chúng ta đó chi tu hành, rồi chúng ta để giải thoát, rồi chúng ta cứu của quyền tất tổ ông bà, thì chúng ta mới đến cái chỗ là nghe hiện đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, là được gặp Ngọc Long Sa thì coi chư quốc dành châu báu. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị trong cảnh là trầm lưng đau khổ về trả quả, mà đến ngày trả quả mày bị bao. Như vậy thì bây giờ đó là trong cái việc mà đời cái diễn tiến đầu đó, nghĩa là khi mà mắt mà phàm trần là thế gian mình đó, bi ai là chỉ bi là buồn, chứ ai là khổ là buồn rầu đau khổ không, cũng đồng cũng nhục hoài thai, nên ta hết sức miệt mài dạy khuyên. Thơ với phú thần tiên giáng bút, bởi cơ trời đã thúc bên lưng, không tu á chừng khổ cũng ưng, mà tu hành gặp cảnh vui mừng tội thai. Từ chỗ đó mà chúng ta thấy rất là quý báu. Nên trong cái bài mà Đức Thầy bảy bài pháp luận, mà cái bài chót đó, Đức Thầy nói thế này đây: trong khi các trò ở nơi biển mê sông khổ, thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn mới chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp. Ấy cũng tại vì lục căn mà mê đắm lục trần, ý thức lầm lạc ấy khiến các trò thấy cái thân ô trượt này là thật, cái cảnh quý cùng cuộc tồn tại vui sai nào hay thân vô thường tạm mượn. Cái sắc nước hương trời của các trò có khắc chi cành qua sớm nở chiều tàn, không chi bệnh chắc, còn tội chướng linh hồn mà chịu lưng chuyển báo đền, ngày nay đã tỉnh ngộ quy y cùng Phật pháp. Như vậy thì cửa trường sanh các trò đã gặp nẻo nương đèn trí tuệ lý sức phàm trần, chấn cảnh phồn qua tìm nơi tịch tịnh, nhưng các trò có lòng hộ đạo chứ chưa hiểu rành để bước đường đi, hãy tạm xét chữ quy y thấu đáo. Quy là về, về đâu? Về có Phật, y có nghĩa là văn lời theo khuôn mẫu. Thì những cái gì mà thầy dạy bảo hôm nay là rút tỉa trong tinh hoa Phật giáo,
là khuôn, là mẫu, là những cái lời vàng son châu ngọc. Thành thử ra gì là đó mà hôm nay chúng ta nên có một sự giác ngộ tiêu diệt từ năm 1936 và đến đây cũng đến thời kỳ cũng đã tận diệt đến nữa, mà chúng ta ở đây mà các ngài đã sinh quản lại cho chúng ta rồi. Thử ra chỉ còn cách là khuyên bổn đạo lập thân nuôi trí, đừng chờ ngày ý kiến Phật trời, phải lập thân với nuôi trí hướng. Thử ra Đức Thầy cho biết á, đừng ham tranh đấu thiệt hơn, tu niệm chân sờ uổng lắm dân ơi. Hồng trăng biển khổ thấy rồi, ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Thưa toàn thể quý vị, đối với cuộc đời chúng ta là vô thường, là giả tạm, sống đây rồi lại quay, rồi già, rồi bệnh, rồi đau, rồi chết. Chúng tôi nhớ lại cái bài thi của đồng đạo Úc Lê Minh Châu lúc mà khi mà ông gần chết, ông có nói mấy câu thi thế này đây. Ông nói là lại xuân nữa, thêm tuổi đời trồng chất. Tất nhiên là cái mùa xuân này rồi thêm cái mùa xuân nữa, mà cái tuổi đời trồng chất thì khi nào mà chúng ta là tuổi đã 60 thì 61 tới 62, 63 tới 64, nó lên hoài chứ không giờ nó lui được cho chúng ta. Lại thêm nữa, lại xuân nữa, thêm tuổi đời chậm chắc, rồi tưởng xuân mòn mắt chút dung nhan, cái tuổi xuân như cành hoa sớm nở, lại chiều tàn thân tứ đại rã tan không mấy chốc. Đến trẻ đó rồi già nua đó, kiếp vô thường như thể phù du. Nên chúng ta biết chắc ngộ rồi thì đạp ta bà cực lạc quyết sang, cái thân tứ đại nghiền tan thân xác nữa. Thì cái giờ nào mà chúng ta còn sức khỏe, nó còn trân trọng những cái gì là cái sự sống sắp đến đây, rồi chúng ta phải bỏ cái thân tứ đại này. Nên vì lúc đó mà Đức Thầy cho biết á, là đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời. Nỡ sao tới việc biết đời bây giờ chưa thấy nó thời chưa tin. Cái thưa toàn thể làm gì, mình chưa thấy thì mình chưa tin nó gì, mà bây giờ thấy trang này. Bây giờ Đức Thầy nói gẫm trong nhân chủng lắm người dễ gian, mà quý vị thấy không, bây giờ nhân chủng đã hết trơn toàn cầu mà bây giờ dễ gian chưa, bây giờ sầu chung giống có sầu riêng nữa. Bây giờ cái bệnh này đó là sầu chung hết trơn, để cả năm châu thế giới, cả Việt Nam bây giờ đang rất là lo âu về cái sầu chung. Mà ta cắt tiếng thang năm 1539 đó là Đức Thầy ra đời dạy đạo đó, mà ngài nói thế này đây: cả kêu dân chúng hỡi ôi, mà cái danh từ hỡi ôi là cái chuyện khổ lắm. Sao không thức tỉnh, việc đời gần bên, khổ đà thì tới như tên. Cái khổ mà nó tới như tên như cái này mà chúng ta đã chưa thấy cái giải quyết được cái chuyện này thì chuyện khác tới nữa. Ráng lo tu niệm mà tìm nền vinh quang, vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân. Đây là sự ăn xá của các ngài để rồi nghĩa là xin quản lại. Đáng lẽ ra thì chúng ta đã bị tiêu diệt từ năm 1936, mà Đức Thầy cho biết là chúng sanh ngang ngược làm liều ngọc hoàng, ngài muốn sứ tiêu cho rồi. Cái thưa toàn thể lượng gì, đúng vào năm 1936 là cái năm đó, năm tiêu diệt của ngọc hoàng là những sổ đó quý vị. Nhưng mà các ngài không nỡ để thương tất cả những chúng sanh và xin quản lại, Phật Tổ xin quản lại tới năm 1939 Đức Thầy ra đời dạy đạo. Mà năm 39 tới nay thì Đức Thầy dành cho chúng ta nó quá dày dặn. Từ năm 1939 tới nay thì nói chung là cuộc đời nó đến lúc là quá dày dặn chúng ta rồi, ngài cũng không chờ đợi nữa. Nên lúc này Đức Thầy cho biết là ta dừng tay chờ đợi linh thiêng Đức Ngọc Đế sĩ phân cho chúng. Thì bây giờ quý vị thấy coi cái đời này mà khổ như thế này, có phải là Đức Thầy dừng tay hay không? Trong cái bài mà Đức Thầy trao cùng lời ông Táo đó, Đức Thầy cho biết á, ở thị thiền á thì đua chen sướng khởi. Ở thị thiền là nơi những thành phố đó
đó là xa hoa tráng lệ, người ta chỉ bày ra ăn uống ca hát rồi nhậu nhẹt rồi trà đình tụ điếm, chứ người ta không nghĩ tới cái đạo, là không thể nghĩ tu viện là cái gì. Nên Đức Thầy cũng nhắc là ở thị thiền đua chen sướng khởi những tuồng hư cho bọn gái lẫn trai. Những cái gì mà trai gái mà bài bây giờ là tuồng hư không đó, mà hư cái gì là Đức Thầy nói luôn đó, nào hút thuốc, nào viện hộ dê chai. Bây giờ quý vị thấy coi nam như nữ mà nữ như nam, bây giờ đó là nếu mà đến cái lúc mà hậu dê chai đó hen, là rớp rớp là để như là đấu đá nhau để uống rượu. Nhưng mà thấy rồi bây giờ đó là Đức Thầy đó là ngài đã kết luận rồi, không có còn như xưa mà bị hậu dê chai nữa đâu. Đức Thầy cho biết đó là trai với gái đời này lăng mạ bị văn minh cấm dỗ loài người, kể từ rài cười một khóc mười, kẻo chúng nó dễ ngươi Phật thánh. Thì bây giờ đến lúc khóc rồi đó, lúc khóc rồi đó. Thành thử ra là nào hút thuốc, nào biện hội dê chai, nào chùm đỉ ma cô ngày hút máu. Ai để mắt xem đời chu đáo, khỏi thấy than dùm dân tộc có hư hèn. Bây giờ coi quý vị thấy coi ai để mắt xem đời chu đáo đây. Chúng ta thấy dân tộc là Việt Nam là con rồng chó tiên. Thế mà bây giờ đó là chúng ta đi ra nằm đòn, rồi bây giờ nó có chồng nước ngoài. Mà nói chung ra là trước đây thì mình gả con cái nước ngoài thì cũng có một sự hãnh diện, rồi có tiền có bạc có đem về, nhưng mà thế rồi bây giờ thì máy bay cũng không có bay về đất nước Việt Nam chúng ta được, rồi bây giờ đứng đâu ở đó. Thì thử ra đó là cái khổ ra tới, nó đang to đồn tới, thì nói chung ra là sẽ sắp đến lúc là phải cười một con mười. Như vậy thì bây giờ đến lúc là cha nọ bồng con vợ khóc hòa, tan nát sớm riền khổ dữ a, nhà không người ở ô nấu trước, mà nó chẳng tin lời cầm thiết tha. Rồi đây đó là nhà thì nói chung là vô nhân cư là không ai ở, mà ruộng không ai làm gọi là vô nhân canh, mà lỗ không ai đi gọi là vô nhân đáo. Như vậy thì đến cái lúc là điền tan gia phế, bởi vì đó là không còn ai tập trung lo mua đất mua cát làm ăn nữa, gọi là điền tan, mà gia phế là cái nhà không còn ở nữa. Tế nhiên hàng, tế tất nhiên là Đức Thầy ra tay cũng tế đó quý vị. Điền tan gia phế tế nhiên hàng, khổ đáo ly kỳ ảo diễn can. 1945 đó chúng ta bị nạn đói, rồi bị bệnh dịch chết, rồi từ đây chúng ta sẽ bị bệnh đói và bệnh chết nữa. Thành thử ra đó là Đức Thầy nhắc trong cái bài mà trao cầu lời ông táo đó, là ở thị thiền đua chen sướng khởi những tuồng hương cho bọn gái lẫn trai, nào thuốc đồng hồ dây chai, nào chùm đỉa ma côn ngày hút máu. Ai để mắt xem đời chu đáo, khỏi thở than dùm dân tộc có hư hèn, rồi dọn áo quần son phấn lắm chen, miễn cho mình được lên xe xuống ngựa, mãn điểm tô huy hoàng nhà cửa, ai khúc cùng được đất trời xây. Thấy nhân gian khuynh đảo lão tỏ bài, cho thượng đế lãm tường cho sanh chúng, bấy nhiêu điều xét trong nhân chủng, táo để dùm cho thấu đến thiên cung. Còn nhiều điều gớm ghiếc hải hùng, mượn yếu lược đôi câu về trần tố, nay cùng ông hữu duyên tao ngộ, chúc ông về thượng giới được ban khen. Phần sĩ tăng tai trống miệng kèn, dắt thiện tính trắng hưng nền Phật giáo. Nếu ngày nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, bể trầm lưng khô cạn sáo đàn, tăng sĩ mới trở về để thanh tịnh. Thì những cái gì mà chúng ta hưởng hạnh phúc đây, nó quá hạnh phúc rồi, thì cái ngọn đèn khi mà cái người mà lớn lên, chúng ta hồi từ ngày Đức Thầy sinh quản lại, cũng như bình dầu nó đủ rồi, tim nó cũng đủ nữa, thế mà ngày qua tháng lại rồi thì chúng ta bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế, mau thức tỉnh tu thân kiểu trễ. Đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan, dình di lực nghe kinh trọng Phật, thì đến lâm chung quả lành, đâu mắt cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tính hẳn hờ, chừng quả đến e cho khó tránh, là cái quả tới rồi chúng ta tránh không được. Nếu chúng ta không có tu rồi thì sẽ vướng vào cái đại quả, mà đại quả kỳ này gọi là kẻ tà gian sẽ bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Nên Đức Thầy khi mà ngài mới ra đời mở đạo khai đạo đó, là Đức Thầy cho biết như thế này đây: đạo mở cửa bài câu minh mục, nước ma ha tưới tắt lòng phàm, cõi trung ương luân chuyển phương nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu. Như vậy thì bây giờ đó là mở cửa vào năm 1939, là nó gần nhất đây, và nó xa hơn nữa thì mùa thu kỷ dậu 1849, được Phật Thầy Tế An ngày xuất hiện tại làng Đồng Sơn và khai trong cái phái hàm mối đạo trong phái hệ của Sơn Kỳ Hương. Và kế đến là Bổn Sư, rồi nữa là Phật Trần Chi Giải Công Khoai, dài dài đến Đức Thầy chúng ta. Và còn thêm cái vụ ông Ba Thới, nghĩa là khi ông tịch diệt là trước Đức Thầy 12 năm. Thì khi mà nơi đó là cái nơi mà phải nói rằng là
Đức ông Ba là Phật Tài, thầy Tây An đó là mượn tay ông Ba viết. Là những sấm truyền xưa của Phật thầy, dân đáng kiếm mà tri thì biết. Xưa để lại nhiều câu thẩm thiết mà nào ai có biết để lòng. Chuyện thiên cơ nó rất rộng đồng mà câu hữu lý bá tầm của sách. Vậy thì Đức Thầy nghĩa là khai đạo năm 1139 và kể là cả mùa thu kỷ dậu mùa càng 849. Lúc đó là đạo mở cửa bài câu minh mục. Là những cái bài gì mà Đức Thầy đã giảng giải ra và viết ra. Ta yêu chúng viết ra giảng kệ khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chứ có mùa hồ tìm hiểu nghĩa tự làm theo đắc đạo. Hay là giảng kinh độc tụng chiều mai làm theo lệ chỉ ngày rài gặp ta thì ra đạo mở cửa đó. Để bài những cái câu minh mục, minh là sáng, mục là con mắt. Tại sao gọi là minh mục? Chúng ta từ đời vũ thủy bây giờ, nghĩa là không biết cái đường lối để đi nữa. Mà từ khi lũ ngũ tổ Quỳnh Mai đã truyền cho lục tổ Huệ Năng đã bật truyền người bác. Nên Đức Thầy cho biết là cả ngàn năm nhân tâm so xiếm. Sao tu hoài chẳng thấy ai thành, bởi chữ tu liền với chữ hành. Hành bất chánh người đời mới nói. Kính thưa toàn thể là quý vị, từ của chỗ đó mà các ngài được mở cửa là truyền dài dài tới cho chúng ta để tu ngày hôm nay. Nhưng mà Đức Thầy là nói thêm thế này đây: thôi chào đời, khép cửa buồn duyên, có thiện căn sớm lại cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Như vậy thì bây giờ nghĩa là đời cũng đang khép cửa mà đạo cũng đang khép cửa. Chúng tôi thấy rằng đời đã khép cửa thế này đây, bởi vì năm châu thế giới bây giờ không còn làm ăn được, rồi Việt Nam chúng ta cũng không làm ăn được, bởi vì nổi cái đi tới đi lui không được thì thấy bao nhiêu cũng đủ là chúng ta đã trồng vào trong cái bế tắc rồi. Bởi vì còn làm ăn đó, còn giao dịch được, còn kinh tế được, còn những sự để đời lo kinh doanh sự nghiệp được, nhưng mà thế rồi chúng ta không còn làm ăn được, gọi là bế tắc. Như vậy thì bây giờ đó là trong cái bế tắc đó thì chúng ta sẽ bị đánh đói. Mà đối vị này đó là Đức Thầy cho biết là điền tai gia phế tế duyên hàng khổ đáo ly kỳ ẩm duyên can, thì là ngày 145 đối thì chúng ta sẽ bị đối nữa. Thành thử ra đó là Đức Thầy nó no chiều lùi lại đối mai mà dương trần sắp dướng đó, bệnh trời từ đây. Nghĩa là cái bệnh trời thì không có cách nào mà chúng ta nghĩa là cưỡng lý được cái bệnh trời đó. Thành thử ra đó là cái việc đời sẽ bế tắc, là bế tắc là không còn làm ăn được. Mà Thầy nói là thiên cơ thế giới đà biến chuyển, thì từ rài trần hạ lợi danh châu, nghĩa là đã biến chuyển thế giới năm châu và không còn cái việc làm ăn được thì lợi danh tất cả được cho hết. Thành thử ra đó Đức Thầy cho biết đó là đừng ham tranh đấu thiệt hơn, tu niệm chớ sờ ngủ lắm chứ ngon. Kỳ này không tu rồi nó ngủ lắm quý vị. Thành thử ra là giàu sang như nước trên nguồn gặp cơn mưa lớn nó tu cũng một giờ. Hay là đời này về việc làm chi thế, việc ly kỳ cũng thả cho xong. Thì có tiền bạc nhưng mà thế rồi chúng ta không mua được cái công đức niệm Phật, và không mua được cái tu hiền đó là được. Thế ra Thầy nói bây giờ rước chẳng màng rồi sao, chứ có tiền ngàn không mua. Điển xong nặng lội không thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu, tự chúng ta lại mua cái sầu vào thân. Rồi bây giờ bế tắc thêm cái sự đạo. Quý vị thấy rằng là ở nơi dùng Tà Lơn. Tà Lơn thì Phật Thầy Tây An đó là ngày đi về đó, ngày tu cũng là hồi lúc nhỏ, mà khi ngày đắc đạo là xuất hiện tại làng Đồng Sơn vào mùa thu kỷ dậu 1849 đó. Cũng ngày tu từ Tà Lơn mà ngày đắc đạo trở về. Rồi thêm đó là cái ông Ngữ Đa. Ngữ Đa cũng tu từ Tà Lơn. Và ngài cũng đó là về đó là đắc đạo, rồi ngài cũng về xuống đây đó là ngày dạy chúng sanh. Rồi bây giờ đó là Tà Lơn bây giờ cũng đang bế tắc. Cái bệnh dịch mà ở trên cái ở nền cái Campuchia thì bây giờ đó là nó cũng còn nặng hơn Việt Nam nữa. Cách ly tùm lum hết trơn và cửa khẩu bây giờ cũng đã đóng hết, thì bây giờ đó là không có lên Tà Lơn được. Thứ hai nữa là từ cái nơi đó là Tà Lơn và xuống cái vùng núi cấm chúng ta là cái vùng gọi là bảy núi, gọi là Thất Sơn Màu Nhiệm. Thì trong cái Thất Sơn Màu Nhiệm này đó là những cái ngày mà sắp tới đây đó, Đức Thầy cho biết đó là chừng núi cấm lầu son lộ vẽ thì người già quá trẻ văn ôi tu hành đắc được thảnh thơi, lại xem được Phật được trời bó thai. Là kỳ này chúng ta nếu tu đúng pháp của Thầy rồi thì sẽ xem được Phật thì được ông trời. Thế mà ngày gần đây thì chúng tôi thấy đó là cái cửa núi cũng đang bế tắc, là không cho du khách đi lên đi xuống, và kể cả nơi cái cáp treo ở nơi Thiên Cẩm Sơn là một ngày thu không biết bao nhiêu, thế mà cũng không có lên núi cấm được. Như vậy thì bây giờ đó là khi mà lên đó không được rồi thì nói chung ra đó là để chờ cái cơ lệnh trời. Thì nếu cơ lệnh trời tới rồi thì chừng nào tiếng sấm nổ vang
tắc sơn lộ vẻ đền vàng báo thai. Chọn bá nước rửa mai trong đục nước chằng trời lục đục chế chân thương đời ta tỏ lòng ơn lời ta khuyên nhủ như đờn má nha. Trong bụng đạo gần xa ghi nhớ phải tu hành phần tới cho xong để sau đó diệt long đông sát thân có thấy mây rồng ở kia. Hay là thầy còn cho biết là coi ai có chứa bầu nhiệt huyết dùng đạo màu của giấc sanh linh, nếu để chờ sấm nổ văn thinh thì e bá tánh năng năng đã muộn và đã đóng cửa nơi cái cửa núi rồi thì chúng ta cũng không có lên để giết được. Và từ đây nó sẽ còn diễn tiến dài dài tới thì không có mong là cái ngày chúng ta lên giếng núi được đó là như hồi xưa. Thứ hai nữa là bây giờ nơi cái dí bà, ở đây thì quý vị cũng đang biết cái dí bà là cái dí đó là tầm cỡ đó là lễ hội quốc gia, thế mà năm nay cũng là không có cái lễ được mà nhà nước chúng ta đang nghĩa là thất thu vì cái nơi cái dí bà rất là nhiều chứ không phải không đâu. Nhưng mà cái bệnh dịch này đó là không thể nào khác hơn là phải cấm không cho lên giếng ở nơi cái dí bà được, chỉ là ở trong cái ban là hội y tế ở trong cái dí bà thôi. Rồi thêm cái những nơi cái lễ đạo của thầy ở từ cái lễ ông ba là một thầy ta mượn cái bàn tay của ông ba để giết ra chính bổn. Thành thử ra khi mà ra chính bổn rồi thì thầy nói là chuyện thiên cơ nó rất nồng nồng câu của Lý Quá Tầm của sách. Mà từ ở nơi cái phủ thờ ba mà ngày xưa mà quý vị ra biết tới mấy sông đó là tới 10 cũng đắt lắm. Thế mà khi mà lỡ vô tới đụng phủ thờ ba rồi thì ở trong cái phủ thờ ba xin keo không được. Thì nhà nước mới nói thôi bây giờ mấy ông xin không được thì để cho nhà nước định là định nơi cái phủ thờ ba bây giờ đó. Nên ông ba ông tiên tri cho biết trước là nước Nam Việt định trú phủ thờ các nơi bát loạn đó nhà thờ chịu an. Thì cái nơi đó là ông ba sẽ về chịu an thì bên đây đức thầy về. Như vậy thì khi đó là đã bế tắc cái chỗ nơi phủ thờ ba rồi thì cũng chờ cái lệnh cái trời là ông ba ngày trở lại. Rồi núi ông cấm đó thì đức thầy ngày cho biết á, coi ai có chứa bầu nhiệt huyết dùng đạo màu của giấc sinh linh, nếu chờ sấm nổ văn thinh thì e ba tánh năng đã muộn. Nếu mình chờ tới đó thì nó sẽ muộn đi, còn ngay lúc này thì chúng ta sẽ tu để rồi chi, để chờ ngày dự hội long qua. Mà cái đại hội long qua kỳ này là tiên Phật đáo ta bà lừa lọc con lành nhiệt quý ma, nếu mãi mê mang mùi tục lỵ thì linh hồn chìm đắm chốn nơi hà, thì biết chừng nào chúng ta định được cái thân ngự, thì biết chừng nào chúng ta được sống cái còn được cái cơ duyên mà các ngài ăn xá tội được. Ở tuần chỗ đó thì có đại lễ 18 tháng 5 năm nay thì cũng không còn bao nhiêu ngày nữa, là chỉ có 15 ngày nữa thôi thì chúng ta đi vô cái mùa đại lễ lần thứ 82 ngày Đức Thầy khai đạo. Thế mà trong cái thông bạch của Ban Sự Trung ương thì bây giờ không gì khác hơn là không thể cực thực hiện cuộc lễ được, là chúng ta chỉ ở tại gia cư sĩ rồi bông hoa rồi cầu nguyện tại nhà thôi, chứ không có tập trung vào cái nơi cái trung tâm cái là An Hòa Tự, là một trái tim của đạo, là nơi tổ đình, là nơi Đức Thầy sinh trưởng, thì chúng ta không còn qua đó được. Vì lẽ đó mà thầy nói là trong cái cuộc đời mà khi diễn tiến rồi đó là những gì nó xảy ra rồi đó là nó sẽ liên tục, mà Đức Thầy cho biết rằng là cuộc thế giới chỉ qua như chống một cái nhân tình. Lúc mà nghe thì Đức Thầy đã báo trước rồi, rồi thêm mới là mắt nhìn của các thám thê thì thầy đã nói rồi. Còn lại cái quãng đường thì như thế này đây, thì chúng ta nên có một cái sự tỉnh ngộ và nó cái sự giác ngộ cho nó có sự tinh nghiêm và nhất là pháp môn tịnh độ. Mà Đức Thầy cho biết á, khuyên chúng sanh á niệm Phật coi đời, thì chúng ta chỉ niệm Phật mới coi đời thôi, còn nếu chúng ta không niệm Phật thì không thể coi đời được. Mà coi từ cái lúc nào thầy nói luôn à, cái thầy nói thế này nè, cái thầy nó ráng trì tâm. Trì tâm là trì giữ ngay cái tâm chúng ta tưởng niệm canh thâu, thì đến cái canh tí kia rồi là tất cả những công việc đó là để coi đời, để quý vị coi dài tới đó. Nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, cuộc biến chuyển thiên cơ rất rấp, mà khuyên chúng sanh ráng tu hành, cầu linh hồn chưa được giáng sanh, đây chưa rõ đường đi nước bước. Kỳ này đó là tới mà là gấp mà rất gấp luôn, cầu linh hồn chưa được giáng sanh. Thì nói chung đó là đến thời kỳ khi mà diễn tiến rồi đó, Đức Thầy ngài đã tiên tri rồi, ngài cho biết là cuộc lung tung gối gấm trời Âu, nên còn ngại bước đường chở gót, tiếng riêng thang tai nghe thảnh thót, trăm ngàn nhà bổn đảo ước mơ, con lạc cha con hỡi u ơ, thầy xa tới ngẩn ngơ thương mến, ngóng trông chờ dặn thời đưa đến, đặng chung cùng một cuộc quỳnh tương, cây ngô đồng hướng dễ đậm sương, cho chim phục mật tình sẽ múa. Chúng ta phải chờ đợi, mà chờ đợi đến lúc mà Đức Thầy cho biết á,
chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lằn về ngôi. Có ngài mở rộng quy khôi, non thần gian chuyển khùng ngồi xử phân. Phải không? Thì Đức Thầy sẽ trở lại xử phân. Mà xử phân kỳ này đó là xem chung cuộc à. Đức Thầy đó là ngài ra đời cũng vào mùa hạ, mà Đức Thầy sẽ biết đó là ta hạ bốc viết bài chung cuộc. Ai rõ lòng con cúc khỏi kêu, là con cúc là con quất có gì kì kì, con quất gọi hè chẳng lo gieo giống đậu mè bắp khoai. Mà Đức Thầy nói con cúc là con quất kì kì, con cúc gọi hè chẳng lo gieo giống đậu mè bắp khoai. Thi tả cảnh bồng lai tại thế mãi chẳng chờ e trễ kỳ thi, thì muôn thu thiên định khắc kỳ, hạ quân sắc lệnh khai kỳ lâu qua. Mà đêm nên cái năm canh ngày cho khắc chỉ là có 2 tiếng đồng hồ thôi. Thành thử ra đó là sao, là từ khi cuốn ba đó tôi biết á, là thôi thì kỳ khi mà diễn tiến rồi đó, ông cho biết đó là thủ dần đa bệnh lại còn đã binh tháng 3 một chiến sức binh người nằm trên tướng dậy linh phép màu, đến đâu đá nổi chiến trai nó cho nhà trẻ cái trai hay mừng. Như vậy thì bây giờ đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem bóng ngọc ly kỳ năm non mà cùng đứng cái gì. Đức Thầy cho biết đó là thiên địa u minh, thiên là trời, địa đất u là tối, là không có sáng, là minh, minh là không sáng, u là tối mà minh không sáng. Dĩ đạo tràng, dĩ là sau này đó, thập bát chư hầu lỵ hát khang, đạo đức tầm sâu sâu trần cạn, đời cùng ly loạn khắp chư bang, đã đến lúc cùng rồi. Mà Đức Thầy cho biết đó là còn một cuộc chiếu manh dành sẽ cấp hoàng cầu ở ré mọi nơi, giờ xem châu ngọc chiều mới trao đời không sớm tách rời cõi mê, để đến việc thảm thế phàm trần thường làm bi ai cũng đồng cốt nhục hoài thay, nên ta sức miệt mài dài khuyên thơ giới phủ thần tiên giang bút bởi cơ trời đã thúc bên lưng. Chúng ta phải trường trai, phải giữ giới, phải niệm Phật, phải làm lành. Nên Đức Thầy trong cái bài mà nãy mà chúng tôi đọc đó, Thầy cho biết đó là phải bố thí rồi trì trai, giữ giới mà Phật đạo trao dồi tâm tánh lại giác thì chiến chở lúc căng qua. Mà nếu chiến tranh bùng nổ thì còn 2 với 3. Nên vì lý đó mà Đức Thầy nhắc lại là nghĩa là kỳ này là cái kỳ là tặng diệt nhân gian thực thiên khoa. Rồi nào đó là khi mà căng qua binh lửa sát sinh linh, chiến tranh này nếu mà bùng nổ cái rồi thì không còn một mạng sống. Khẳng giái Quan Âm chúc tịnh bình, chúc tịnh bình giọt nước cành dương mau tới tắc cuối đời an lạc hết giao chinh, lòng người muốn khỏi quả đã binh như Phật trời quay sắc cộng đình, chỉ tội cho xong rồi ác bạo thì công đồng hưởng Phật sẽ hết giao chinh. Vì lẽ đó mà hôm nay đó là chúng ta phải có một cái sự tu hành, phải có sự tinh tấn và phải có cái sự đó là quyết định là chúng ta phải tu mới được. Nên vì lẽ đó mà trong cái thời kỳ ghi tới rồi đó thì Long Hoa Hội kỳ thi đã mở, khuyên người đời để kẻ trợ cùng quê sớm mau thức tỉnh quay về con đường chánh đạo hộ kề Như Lai. Trời đã khiến thiên tai địa ách, hạ quân là chính sách lọc lừa, ăn chay niệm Phật rồi sớm trưa làm lành đến giữ mấy người quả căn. Nếu chẳng biết ăn năn sám hối thì đừng mong thoát khỏi trận này, kiếp mau tu sớm càng hay, mà chẳng chờ để trễ thì tai bay đến mình. Mà chẳng chờ thì ai trễ kỳ thi à, mà cái kỳ này là khi trễ kỳ thi rồi thì muôn thu thiên định các kỳ, hạ ngôn xác lệnh khai kỳ lúc qua. Hay là tu mau kẻo trễ hơn người ơi, tu mau phải tu cho lẹ, mà không thì nó trễ. Thử ra tu mau kẻo trễ hơn người ơi, trần gian sụp đổ tới nơi đây rồi, công danh phú quý cuộc đời là tồn ngộ ảnh chất mơ mau tàn, tiền tiền bạc bạc vàng vàng càng thâu cho lắm lại càng khổ thanh, từ khi kết biệt dương trần hai bàn tay trắng, giữ phần nào đâu chứ bằng tên kiếp lo mau, kịp kỳ lâm hội cùng nhau xúm giày mau mau nhẹ bước xuống thòn, đò chiều chiến chót rước toàn những tu. Kỳ này đòi chiều chiến chốt chỉ rước toàn chân tu thôi chứ không có rước người không được. Thành thử ra đó là văn thù Bồ Tát từ bi chèo thiền bát nhã cứu thì trần gian, gió đưa lướt sóng bờm loan, rước người tu niệm xê sang phỉ tình, ai mà ta giải chẳng dinh thì sao đừng trách mất tình yêu đương.
mà ngày xưa đó là Đức Thầy có nói ông Năm Hiệu, ông Biện Hồng và tất cả những cái vị mà trong giới đạo. Ở đó thì khi Đức Thầy mà ngài ra đời giáo đạo thì ông Năm Hiệu đã phát tâm cái lòng quy theo giáo lý Đức Thầy. Thế mà ngày xưa đó là ông tứ đô tường ông đều có hết, và ông say sưa chất giả, ông nhậu lắm. Thì nói chung ra đó là đến khi quy thầy rồi thì đến lúc bữa cơm đó ông phải dùng một hai ly đó mới cơm mới ngon. Thì bữa nọ Đức Thầy mới gặp ông Năm Hiệu, là Đức Thầy mới nói ông tu mà không còn phạm giới. Cái ông Năm Hiệu mới nói với thầy, nó dạy thưa thầy, con nói con xin quy giáo lý thầy mà con đâu có phạm giới. Nói ông tu mà không còn rượu. Thì ông mới nói với thầy là dạ thưa bạch thầy, con hồi xưa thì con uống rượu lắm, nhưng mà bây giờ đó là bữa nào ăn cơm đó là con uống ly rượu đó là con cơm mới ngon. Đức Thầy nói thôi giờ bỏ rượu đi, sau này đó là ông uống mà rượu tiên đó là cái rượu rất là ngon, mà uống là tinh thần khoảng khoái lắm. Còn bây giờ uống rượu này đó là nó đốt trí tuệ trơn à. Sau này ông uống bồ rào rượu thánh trà tiên đó, cái rượu đó mới quý. Thì ông nguyện thầy ông xin bỏ. Thì lúc bây giờ thầy ở Sài Gòn thì ông Năm Hiệu có ra ngoài và cũng như gần gũi Đức Thầy để nhờ thầy. Đức Thầy để sai công việc gì thì có ông Năm Hiệu. Thì bữa nọ mới bán ông đau. Bữa nọ thì ông Năm Hiệu mới đau đi, thì Đức Thầy mới nói thôi bây giờ cái thời gian thì cũng còn dài, mà thôi cái bệnh ông cũng bệnh như vậy thì thôi bây giờ tôi cho phép ông mặn. Ông mới xá thầy, nói dạ thầy rồi từ xưa giờ con xin là nguyện ăn chay rồi, thì giàu hoàn cảnh nào con cũng xin ăn chay cho con không thể bỏ ăn mặn được. Không bỏ ăn chay mà con mặn được thì lúc nào bây giờ thầy nói gì thôi thầy đi. Thì mấy ông kia mới rầy ông Năm Hiệu, nói tàn ơi Đức Thầy kêu ông ăn mặn mà ông cãi thầy ông ăn chay á, quá sức rồi. Thì thầy cũng nói gì, rồi Năm Hiệu cũng nói gì. Vài bữa sau nữa thì Đức Thầy mới hỏi Năm Hiệu chứ ông Năm bớt chưa. Thì ông Năm nói dạ thưa thầy, nó cũng chưa có được bớt, nó cũng còn ho ra hoài. Thử ra đó là cũng chưa có hết được. Thầy nói thôi bây giờ để thầy kêu cái ông rỡ đi mua thuốc. Thì sao ông rỡ đi mua thuốc thì đem lại đó là cho ông Năm Hiệu uống. Thì ông Hiệu nói như cái gì, nói là thầy mua thuốc rồi đưa cho uống này, nói không, tôi bị tôi nguyện với thầy rồi, ông bảo rồi là tôi chỉ uống với vàng nước lã thôi chứ mà ra thuốc uống hết trơn. Thì nói chung ra là ông không uống với thầy luôn, thuốc với thầy luôn. Thì mấy ông đó nói tàn ơi đứa thầy mua cho uống mà ông uống thôi thì ông mới là quá sức ông rồi, thì mới lại trình cho thầy. Thì thầy nói sao ông đưa cho Năm Hiệu uống. Thì là mấy ông kia nói tàn ơi, ông rỡ ông nói đưa ông uống thầy ơi, ông nguyện sao đó. Thì ông nói là nguyện uống nước lã với vàng thôi chứ mà ra uống thuốc nữa. Thì đứa thầy chính tay thầy đem thuốc lại, thầy đem thuốc lại cho ông Năm Hiệu. Thầy nói ông Năm, thuốc nào muốn đi, bệnh nào muốn đi, tôi mà tôi cũng thuốc đây nào ông Năm. Cái ông mới xá xuống nói dạ thưa thầy, con không thể nào mà con uống thuốc tây được, tại vì con đã nguyện nơi tâm bảo rồi, nguyện là con uống thuốc thầy với nước với vàng thôi. Đứa thầy nói thôi muốn đi, mà ông không uống là không. Thử ra tự cho thì ông Năm Hiệu cũng không có uống thuốc thầy luôn. Thì nói chung đó là cái thầy mới đi. Thì mong kia mới cự thầy quá, mà ông cự là ông Năm Hiệu quá sức. Ông nói tàn ơi Đức Thầy đưa thuốc cho ông không uống, mà thầy trước cho ông ăn ông không ăn. Từ chỗ đó thì nói chung ra đó là ông cũng không có cái uống thuốc, mà cũng không có cái ăn mặn luôn. Thì lúc bây giờ là bệnh ra về bữa thầy mới hỏi chứ bệnh bớt chứ ông Năm thì nó chưa bớt. Thưa thầy chưa bớt, thì Đức Thầy nói thôi chưa bớt rồi thôi giờ ông về trong này tinh dưỡng. Thì lúc đó mới có người mới đưa ông về trong khoa trong này trong nhà ông. Thì cái thời gian mà khi ông về trong này đó thì nói chung ra là được tin là Năm Hiệu bệnh thì cũng Đức Ông cũng lên nữa. Đức Ông mới kêu cái ông là Năm Xum đó mua con cá lóc bự rồi mua rau cải rồi nó lên đưa đó là cho ông Năm Hiệu đang ăn để rồi cho mình bệnh lại đang, mà Đức Ông đem cái người cái ông thầy thuốc bắc lên hốt. Thì lúc bây giờ là đem lên thì ông cũng không ăn luôn, nói là ông Năm là không ăn thì ông cãi lời của Đức Ông đó ăn. Nói không, tôi nguyện thầy tôi ăn chay rồi cũng thế mà. Thì đem về đem cái nó thôi giờ nó vậy là sao, nó cho ông đem về dưới cho Đức Ông đi. Đem về thì Đức Ông rồi này quá sức rồi, quá cãi rồi, thử ra đem về như này. Thì nói chung ra là không có bao lâu nữa thì nói chung ra là ông Năm Hiệu bệnh. Ông bệnh thì lúc bây giờ là khi mà ông bệnh đó là ông mới kêu người cháu đến để rồi đó là rửa nhà rửa cửa đồ dọn dẹp nhà cửa đồ thì xin nước đồ. Thì bà Năm nó sao bữa Năm làm gì, nó bà cái ngày tôi chết rồi thầy trở về. Thì lúc mà khi mà ông Năm ông bệnh rồi đó thì Đức Thầy mới về đó là có tất cả những đồng đạo đã chờ thầy thuyết pháp trên chợ Giàm.
rồi Đức Thầy mới đi Tân Châu về, thầy không ghé đó mà thầy luôn về nhà Nam Hiệu. Thì khi luôn về Nam Hiệu thì Đức Thầy là mấy ông kia đồng đạo mới thôi kêu Đức Thầy trước pháp là khoan nó về đứa Nam Hiệu ra đi cái hả. Thì lúc bây giờ là khi mà ghé xuống dưới bến rồi đó thì ông rớt đó, là nói chung đó là ông mới nghe đó là ông Nam Hiệu nói thầy với anh em nó nói thầy về, nhưng mà không ra đường gặp thì Đức Thầy ghé lại. Ghé lại, khi mà ghé lại thì nói chung đó là ông rớt đó, nói chung ra là với ông Sáu Phu, ông mới theo thầy thì quay lên, thì nói chung đó là thầy đi trước đi sau thì ông chảnh xuất theo, thì nó chảnh thì ông Năm ông cũng vừa sắp đi, sắp đi thì nói chung đó là ông Sáu Phu đó ông mới thấy đó là Đức Thầy về đó thì ông Năm ông sắp đi rồi, thì Đức Thầy mới để cái tay đó là trên cái mặt ông Năm khoảng có ba tấc, thầy mới trên thì vuốt xuống, thầy vuốt lần thứ hai nó rồi Năm Hiệu ra đi. Thì khi mà ông ra đi rồi thì nói chung ra đó là lúc bây giờ đó là tất cả những cái việc đó là lo để tán hậu sự cho cái ông Năm, thì lúc đó là để lo cái phần hậu sự thì lúc đó là mấy sửa sản là đám tang cho ông là ông Năm Hiệu. Thì lúc bây giờ là anh em ta mới trước đó đó mới mua có gà vịt đồ, nghĩa là ở ngoài đó để chuẩn bị khi ông Năm mất rồi đó, là nói chung ra là để lo trong cái ngày tang lễ cho ông Năm. Thì nói chung ra đó là khi mà ông Năm mất rồi thì Đức Thầy cũng đốt hương và để cầu nguyện cho ông Năm. Thì trong cái cầu nguyện cho ông Năm thì nói chung đó là xong rồi, thầy mới bước ra hỏi cái bộ gì, nó là cái bộ gà vịt để cho ông Năm hậu sự. Thì nó thôi con này nhiều con lắm, để mua cái con gì lớn là con heo lớn đi, nhưng mà về đó mà lo cái đãi đặn về cái khách khứa đến. Thì thứ ra đó là khi mà thả gà vịt chân thì tất cả trong đó mới chèo ghe đi kiếm mua con heo. Thì khi mà mua heo đó là nói chung đó là về thì thầy thôi chưa có gì tới, thì thầy nói thôi tử tác. Thì bắt đầu là đi ra chôn ông Năm Năm Hiệu. Thì chôn Năm Hiệu xong đó thì ông Sở mới bưng lư hương vô. Chết thì nói chung đó là bà Năm bà mới khóc. Bà khóc thì đứa thầy hỏi gì chứ bà Năm buồn sao khóc. Thì bà Năm nói dạ thưa thầy hôm nay ông mất rồi con buồn con khóc. Thầy nói thôi bà lo gì, bà nhà bà lo tu đi, sau khi gặp lại ông Năm tôi báo với bà là cái ngày tôi trở lại thì ông Năm sẽ trở lại. Cái thưa quý vị là những cái người gì mà trung thành với thầy, Đức Thầy cho phép đó là ăn mặn cũng không ăn, mà Đức Thầy cho phép ông uống thuốc cái tay ông cũng không có thuốc, thì đó là giữ cái lòng mà trung can nghĩa khí với chân lý thầy. Thì bây giờ trở lại trong cái ngày mà sắp đến đây thì Đức Thầy ngài cho biết là dân thù Bồ Tát Từ Bi, vào thì bắt nhã cứu thì trần gian, gió đưa lướt sóng bùm lon rước người tu niệm si sang phi tình. Nhưng mà với cái điều kiện là khi chiến tranh nó bùng nổ tới mà chúng ta phải bố thí trì trai. Bây giờ trong cái việc mà chúng ta có tiền có bạc thì Đức Thầy khuyên thế này đây. Đức Thầy cho biết là khùng cả tiếng kêu văn ơi hỡi, hãy giúp cho kẻ đối với nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khổ lâm còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Nghĩa là chúng ta mà có tiền rồi thì mua gạo cứ bố thí cho người nghèo, còn tất cả những cái việc đó là nhờ người có tiền có bạc nên đó là bố thí cho cái người đó là già cả, rồi cái người nghèo đó là gạo mà cái nắm đi đói mà có khi no. Thì thử ra đó là chúng ta làm những cái điều đó là điều trúng vào cái chân lý của thầy. Rồi nào là ai làm phước in ra mà thí thì được nhiều hạnh phúc chỗ này, bởi vì lời Đức Thầy là lời vàng son châu ngọc, là lời quý báu, nên chúng ta phải căn cứ vào đó, nên chúng ta phải bố thí. Mà bố thí này đó thì có nhiều cái bố thí. Bố thí là chúng ta đem tiền bạc ra bố thí, mà bố thí đây đó là chúng ta để dành cái công đức gì sao. Mà Đức Thầy cho biết là kẻ tu hành đa phước thì nên quyết trao thân tánh hạnh cho bền, niềm ơn nghĩa toan đền giúp nở, ao sen báo tây phương luôn nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Thì chúng ta mà bố thí đó là đền đáp với đại trầm ăn. Sau khi đền đáp cho đại trầm ăn thì chúng ta niệm Phật rồi thì chúng ta nó là ao sen báo tây phương luôn nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Vậy thì trong cái có tiền bạc thì chúng ta bố thí, còn nếu không thì chúng ta sẽ làm công quả đắp đường bồi lộ, và chúng ta lo đó là công cha nuôi cha dưỡng mẹ, rồi chúng ta lo làm lành, chúng ta lo ăn chay, chúng ta lo niệm Phật, thì cũng đó là chúng ta cũng nên công đức. Vậy thì bố thí và hoa khoan vũ thí rồi thì chúng ta phải trì trai. Sao gọi là trì trai? Mà trì trai đây là chúng ta dùng chay là chúng ta ăn tương, bởi vì đó là muôn loài nào khác chi ta
cũng cần muốn tránh lánh xa tai nạn, có cha mẹ, có họ hàng, kết bè kết lũ, kết đoàn tương thân. Ta đừng giúp nó mà ăn, cũng đừng bắt nó trái trăng, trói trăng giam cầm. Bảy câu trước đọc ngu ngầm làm cho chúng nó âm thầm lẫn đau. Kẻ thì lạc bạn xong sao lại thêm cái nạn thớp dao hầu gần, mình có thân nó cũng thân, nuôi mình giết nó nào căng công bằng. Nếu ta biết lẽ đầu hàng nên mau sớm mối ăn cần dùng chay. Nên là ăn chay tỏ dạ từ bi, không đành sát gạch nuôi thì khẩu ta. Thay ta không nghe chúng kêu la, nỡ nào cắt cổ lột da cho đành. Nghe lời Phật cấm sát sanh nên ta thể hiện hàng dùng chay. Vì vậy thì bây giờ ăn chay phải tỏ dạ từ bi, và ăn chay đây đó là nó trợ cho cái phần về cái công đức, đó là chúng ta tu hành mà thôi, chứ phải ăn chay mà trách đạo. Bởi thầy nói Đức Phật chẳng bao giờ ép ăn chay cho suối ăn mặn, thì theo lòng nhân thì độ của người cần yếu là phải làm hết các công tác thì thiện. Thử ra chúng ta đã quy vào Tam Bảo rồi, chúng ta đã nguyện đến Tam Bảo là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần, Nam Mô Thập Phương Phật, Thập Phương Pháp, Thập Phương Tăng, Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quang Cụ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lãnh dữ, quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Vì chúng ta nguyện cải hối ăn năn làm lành thì chúng ta đó là không phải trái lại có đường Phật đạo được. Thử ra chúng ta mà còn các cổ lục gia, còn những cái sát sanh hay mạng thì chúng ta nghĩa là lãnh dữ làm là lãnh lành làm dữ. Từ cái chỗ đó thì Đức Thầy đó là ngài cho biết đó là trong cái thập ác đó, là trong cái điều mà thập thiện đó, nếu chúng ta mà trừ xong ba cái thập ác rồi thì ác trừ xong đó hiện ra thiện nghiệp lấm nguồn trơn, Phật tiếp dẫn cho trồng cái lành dị quả thơm tho, ti không thấy mà sao chẳng mắt. Thử ra là chúng ta là phải bố thí, là phải trì trai, phải giữ giới. Mà trong cái giới luật này là Đức Thầy đã chỉ trong 8 điều đang cấm, dình với lực nghe kinh trọng Phật thì chúng ta giữ điều thứ nhất, điều thứ hai, điều thứ ba, điều thứ tư, điều thứ năm, điều thứ sáu, điều thứ bảy và điều thứ tám. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nó cõi Tây Phương an dưỡng, học đạo hoàn toàn trở lại cứu giúp chúng sanh. Bởi vì chúng ta phải học đạo hoàn toàn trở lại cứu giúp chúng sanh mới được. Và hôm nay Đức Thầy cũng từ cảnh Tây Phương ngày qua đây, là Đức Thầy cho biết là muốn tu tỉnh Nai Đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đau lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bỏ ta truyền dạy nên khổ lao khùng không có nại, miễn cho đời hiểu đặng đạo màu. Ai muốn tầm đạo cả câu sâu thì phải dẹp tánh tình ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ tham sân si cho để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Thì nếu chúng ta không được cái giữ những cái điều mà Đức Thầy chỉ dạy rồi chúng ta sẽ thoát cho dòng bệnh khổ mà thôi. Kính thưa toàn thể quý vị, nếu đến con đường chân lý của đạo Phật là đã mấy nghìn năm rồi mà Đức Thầy hôm nay đã kính yêu, đã dành cho mình thời gian đây, thì chúng ta phải lập thân lưu trí để chờ ngày kiếp mặt trời. Và sau này đó là nếu mà chúng ta tu đúng pháp của Thầy rồi đó, Đức Thầy cho biết là chính từ mây nhạt nổi tiêu thiều, nghĩa là ngày xưa sĩ được ta đó, khi mà trong cái bạch tương từ mà xuống hòa hậu ma gia đó, là tiếng thần tiên trên không ca trỗi thôi, rằng ta mừng vô hữu thiện căn sắp có con thế giới đang bằng sau người ấy lập nên đạo cả. Và đó là một cái vị mà bạch tương từ được xuống đó, thì nói chung là tiếng thần tiên trên không ca trỗi. Thì kỳ này mà chúng ta tu mà đúng pháp của Thầy đó, là chính từng mây nhạt nổi tiêu thiều, ở này thì bế bồng con dạy hát bài thế ca, nghĩa là trên thì chính từng mây nhạt nổi tiêu thiều, mà dưới này thì thầy bế bồng con dạy hát bài thế ca. Ai mà được trong qua cảnh ấy, cõi phúc nhà tạo lấy mà nhờ, thương đời tả ít dần thơ, nẻo tu dân sự còn chờ dịp nào, là không còn cơ duyên được. Thành thử ra đó là Đức Thầy đó, ngày ra đời về đạo hôm nay dành cho chúng ta là quá dày dặn rồi, đã 81 năm lễ đạo rồi, là tròn là 80 năm rồi, thì nghĩa là không còn bao lâu nữa là chúng ta là hưởng cái mùa đại lễ nữa. Mà mùa đại lễ năm nay phải nói rằng là không còn cái nhân duyên để chúng ta hưởng cái mùa đại lễ nữa, thì tự mình để mà lo về cái thân của mình. Thành thử ra là ai hãy ráng xét mình, nếu còn tính xấu thì rinh ra ngoài. Thành thử ra là việc tu thân thiện tính nặng hờ, chừng quả đến e cho khó tránh, môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻ phụ Phật xưa. Thành thử ra chúng ta phải ráng phụng hành được kiểu Phật xưa. Mà Phật xưa là Phật nào quý vị? Nghĩa là Phật xưa là cái Phật đó là A Di Đà và Phật Thích Ca Mâu Ni. Và nếu nói hơn nữa đó là trong tăng thân chúng ta có Phật tánh. Thành thử ra đó là trong tâm chúng ta có Phật tánh. Bởi vì ngày xưa Đức Phật đã khởi định rằng là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Còn Đức Thầy chúng ta hôm nay khởi định thêm, làm Phật gì mới được làm thành thì mới được giảng sanh cực lạc. Bởi vì pháp môn tịnh độ là pháp môn vô vấn mà ngài tự thuyết, nên Đức Thầy cho biết á
lòng thương chúng thiết phương tịnh độ đặng dứt diệu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng dáng vật dầu tiên phàm ma quỷ xúc sanh cứ nhất tâm tinh nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dường. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Cái thưa toàn thể quý vị, nếu mà cái kiếp này chúng ta không giảng sanh mà được rồi thì chúng ta phải thống khổ là nếu mãi mê mang mùi tục lỵ thì lên linh hồn chìm đắm trúng nơi hà, hay là mãi vui say theo cuộc vui chơi nó kiếp kiếp đời đời lên rồi xuống rồi lên rồi xuống. Mà cái kỳ này là chúng ta chỉ còn một kiếp này chúng ta giảng sanh bản rồi thì kẻ hiện đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà. Chúng ta hưởng cái cảnh đó rất là quý báu. Và sau này thì Đức Thầy cho biết á, là cảnh Tây Thiên Báo Ngọc Đài Lầu ráng tu tỉnh tìm nơi an dưỡng, kẻ hiện đức sau này được hưởng thì chúng ta sẽ hưởng cảnh quý báu đó. Mà cái cảnh quý báu đó là không dành riêng cho ai. Nếu ai mà hướng thiện và quay về có đường chánh đạo rồi thì Đức Thầy cho biết là kim ô vàng ấy ngàn căn dương gian muốn đổi lập thân cho tròn. Nghĩa là trong khi mà chúng ta lập thân cho tròn rồi thì đến bây giờ đó là non thần gian chuyển khùng ngồi sử khoan. Còn nếu không thì chúng ta sống cảnh đời này mà Đức Thầy cho biết là đến chừng đó sơn băng kiệt thị khùng thảm thương bá tánh quá chừng nhìn xem trần nước mắt rưng rưng cảnh áo não kể sao cho xiết. Thì những tảng băng nơi Bắc Cực và Nam Cực đang đó là chảy xuống, đó là đang từng giờ từng phút thì nước biển dâng cao lên. Mà Đức Thầy cho biết đó là để đến việc phong ba biến chuyển cảnh hồng trần này tở biển mênh mông. Rồi đây đó là chúng ta không thể tu được rồi thì giờ chỉ có niệm Phật và làm lành là ông dân thù từ Bồ Tát đó. Là dân thù Bồ Tát từ bi chào thiền bát nhã cứu thì trần gian. Gió đưa nước sóng bườm lon rước người tu niệm xê sang phỉ tình. Ai mà ta giải chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Chỉ có Đức Thầy cứu chúng ta mà thôi chứ ngoài ra mới cứu được. Nên Đức Thầy chỉ biết là giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngày rày gặp ta. Cái thưa toàn thể là gì? Lời chỉ của Thầy là lời dạy bảo của Đức Thích Ca Mâu Ni Tùng Phụ. Và trong cái thời gian mà Đức Thầy đã xin quản lại thì tới đây đã dừng lại hết rồi. Thì cũng đấy sự phân rồi thì nghĩa là đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bổn đạo như con muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời nữa sao tới việc biết đời bây giờ chưa thấy nó thời dự tinh mà đã tới việc hết rồi. Thử ra giờ này là cái giờ là lúc huỳnh hôn đèn trí sôi đầy tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Chứ còn chúng ta không thể quế mà ghé đâu mà cái trạm nào được đó mà phải về nẻo thẳng đi về cực lạc mới được. Tại vì cái kỳ này lại Thầy cho biết là tu kiếp kiếp nó không quá trễ mà chừng đối đầu có kiếp nữa cùng. Chúng ta phải tu mau phải cho lẹ mà đang đối đầu ở trên rồi. Bây giờ bệnh dịch chúng ta đang đối đầu rồi, để tam cái chiến đó chúng ta đó là thấy nó cũng đối đầu nó sắp bùng nổ rồi, cái bệnh đó khác sắp tới nữa. Mà Đức Thầy đã chỉ dạy là no chiều lại đó mơ dương trần sắp dứt bệnh trời từ đây. Như vậy thì dương trần sớm lửa bốc khoai, cho rau đỡ dạ tháng ngày cho qua, nhắn cùng bổn đạo gần xa tu hành trì trí mới là liễu mai. Thì thử ra chúng ta phải tu hành về trì trí mà phải giữ gìn giới lực và phải hình giữ gìn cái chánh pháp của Đức Thầy. Nên Đức Thầy cho biết đó là tính nữ thiện nam gìn mối đạo, dầu cho lăn lóc ráng kiên trinh mà trước nàng tay, dẫu có gian nan dạ chớ này, vàng đá bao phen cơn nước lửa, chì thao lắm chuyện lúc non hài, bền gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chí trong mong bữa thị khai, thiên địa từng quần gom một mối, phàm trần diễn kiếp khiến bồng lai. Hay là
tình ngày tháng ta không vợ đổi, dầu tan xương nát thịt chẳng màng. Thành thử ra chúng ta hiểu đó là một cái chân lý, là một cái sự, đó là chúng ta cũng kính an vui. Và đức thầy dạy bảo hôm nay là trên 20 chân lời là quá đầy đủ, dầu cho ai một chuột cái cỡ nào, tiền bạc cỡ nào thì chúng ta cũng không thể theo được mà bỏ đi mất cái niềm tin chân lý đức thầy. Bị đức thầy cho biết là cõi trung ương luân chuyển phương nam, mở hội thánh cho người trung hiếu, kỳ này đó là ít nhất phải có trung có hiếu để chúng ta mới dự hội luân qua được, còn nếu không thì chúng ta không thể nào mà chúng ta gặp thầy được. Vì đức thầy cho biết là ráng nghe lời dạy của thầy để chừng đến việc kiếm thầy có ra, nếu không nghe lời dạy của thầy rồi thì không có thể kiếm thầy được, mà thầy không cứu độ được thì thử ra cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác nó sao tôi diệt. Vậy thì bây giờ đó là cái kỳ này đó là khẩn chúc Quan Âm là chúc tình bình nhọt nước cành dương mau tưới tắt mười cuối đời ăn lạc hết giao chinh, lòng người muốn khỏi quả đau binh như Phật chờ quay sắc cộc đình, chỉ tội xong lồi ác bạo thì công đồng thưởng phạt hết giao chinh. Là đến thời kỳ nữa là chúng đó là chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng là muốn xử tiêu cho rồi, trên con đường đạo đức mà ngài sinh nó quản lại từ năm 1936 là cái năm đó, năm Tý rồi, về giáp là cái Tý nữa, thì bây giờ thì chúng ta không tu rồi thì sẽ còn đến cái lúc là chờ trừng phạt thôi. Chúng nó năng đấng thử ra giáp Tý ắt sủ chuyện ma bây giờ. Bính dằn đến mão ngẩn ngơ, đến cơn bát loạn chạy quơ với vàng, kẻ đau người chết nhộn nhàng, muốn binh ngàn thú rụng ràng lăn xăng, kẻ thì bị thú bất ăn, người là bị âm binh chạy nhào, đắc bằng là sao nước lại trào chẳng biết chừng nào cho hết loạn ly. Ông ba mà khi mà cái hũ thờ mà ông bị cắt cổ, mà ông cắt cổ tự cắt cổ ông chết đó, là ông tịch diệt sau trước thầy 12 năm cái thầy mới ra đời. Thì từ cái hũ thờ mà ngay tại hũ thờ cũ đó, từ đó nó mà đi ra tới mấy sông ngày xưa đó hen, là cái bề đứng đó là 7 công đất, có gì có từ 7 công đất đó. Thế mà khi mà lỡ lần như hoài đến cái chân phủ thờ đó, là trong cái mấy cái vị mà trong cái ban phủ thờ đó xin kéo không được, thì cuối cùng ông nhà nước nó thôi bây giờ mấy ông xin không được để mấy ông định. Như vậy thì bây giờ lắm mấy ông định đưa cái chỗ mà định vô bây giờ mà phủ thờ ông ba đó, nên ông ba ông mới tiên tri là nước Nam Việt đó đình trú phủ thờ, nước Nam Việt là Việt Nam mà đình trú là đình cái định cái chỗ mà thờ của ông ba đó, gọi là đã định xong rồi thì các nơi bác lọt nhà thờ chịu an. Thì bây giờ đó là đã định nơi cái phủ thờ ông ba rồi, thì năm nay mà cái cuộc lễ mà diễn ra đó, quý vị thấy rằng là cái cuộc lễ mà kỷ niệm thầy khai đạo lần thứ 81 đó, chúng ta đâu có hưởng gì được nhiêu đâu, là gượng gạo thôi. Rồi thêm cái lễ đáng sinh của thầy cũng là hưởng gượng gạo thôi, chứ phải như ngày xưa mà chúng ta làm gì là khang trang rồi huy hoàng, đó là kính mừng mùa đại lễ, mà bây giờ rất là im điềm. Nhưng mà năm nay nó lại còn khó khăn hơn. Về cái ngày 8 tháng 9 tháng 4 năm nay lễ kỷ niệm của ông ba đó, thì bây giờ đã đóng cửa, đâu có cho ai vô cúng được đâu. Thì cái gì bà là cái lễ mà tầm cỡ quốc gia đâu quý vị, mà thế rồi thì năm nay cũng không có thể cúng được. Rồi lễ 18 năm nay thì chắc cũng lễ vậy thôi, tại vì nó thời kỳ nuôi dưỡng nó hết rồi. Nên từ cái chỗ đó mà nước Nam Việt định trú phủ thờ nó là các nơi bắt loạn nhà thờ chịu an. Thì bây giờ đó là khi mà ông ba ông về đó, ông chiêu an đó, là ông cho biết đó là phạt độ cho mắt con trâu. Mắt con trâu là hết con trâu đó, thì tam thinh xuất hiện đâu đâu giữa mình đó. Như vậy thì bây giờ đó là tam thinh thay đổi người vô số, tặng thế đại điềm đức cố tái lai. Đức cố ngày xưa thì ngày khu y Phật thầy Tây An, thì được Phật thầy Tây An đó ngày sai đức cố là cấm bốn dùng ông thẻ, và ông thẻ thứ năm đó là tại chỗ cái trung ương, đó là ở nơi cái vùng núm cấm. Bây giờ một đó là ở Vĩnh Thanh, hai đó là ở nơi Vĩnh Thành Trung, ba đó là ở nơi cái Vĩnh Tế, bốn là ở Vĩnh Điều. Mà bốn cái ông thẻ này thì Đức Phật thầy Tây An ngày xưa là cấm đó là Phái Hợp Vũ Sơn Kỳ Hương đó không được dòng bốn thẻ này, bởi vì khi mà núi nổ ra thì bốn đình vàng, đó là đình vàng Địa Ngọc này sẽ trải cái bốn đám thẻ hết. Thành thử ra đó là thành nó chừng nào bảy núi thành vàng thì là bảy tánh an nhàn tâm thân, là chừng núi cấm lầu son lộ vẻ thì người già quá trẻ văn ôi, tu hành đã được thánh thơi lại xem được Phật được trời bó thai. Kỳ này chúng ta xem được Phật được trời luôn. Từ chỗ đó thì ngài cấm bốn thẻ, đó là cấm với hệ Vũ Sơn Kỳ Hương không được dùng ở trong vùng bốn thẻ đó. Rồi ngày xưa đó là khi đức thầy ra đời giải đạo đó, có nhiều người ta hỏi thầy chứ ngày xưa một thầy Tây An phát lòng phái cho
trong cái hệ Phúc Sơn Kỳ Hương, mà sao thầy hôm nay không có phát cho tín đồ thầy? Thầy nói tôi ra đời hôm nay khác hơn. Nếu mà tín đồ chúng tôi của tôi mà tu hành mà tinh tấn đó và đúng chánh pháp đó, thì đến cái cửa đó là đưa bàn tay ra thì sẽ lộ bốn chữ Phúc Sơn Kỳ Hương, sẽ được vào trong cửa. Thì khi mà cái ngọn cái dầu trong lập cửa trời người không có tới đổ giờ hiền lương đó, thì Đức Cố sẽ về ngay trong cái cửa Ngã Bát đó. Thử ra tam thinh thay đổi người vô số, tặng thế đại điểm Đức Cố tới lai, thì Đức Cố về ngay trong đó là Đức Cố xét cửa. Thì nếu ai mà có công đức lớn thì được vào trong để dự hội Long Hoa, còn ở ngoài đó gọi là bát loạn. Mà bát loạn thì tám nạn, mà tám nạn thì chúng ta không thể nào tránh khỏi cái đại quả đó. Nên lúc thầy mà khi mà đi dạo Lục Châu đó, ngài cho biết là ngồi chơi đạo lý bàn qua, mấy bà có biết lúa mà bay không, có người đạo lý hơi thông, xin ông bày tỏ cho tôi hiểu rài đi nghe, liền mới tỏ bài lúa bay về núi dành rài ngày sau. Thì khi mà lúa mà bay về núi đó, thì theo lời tiên tri của ông Ba đó là dỡ sơn tô đó, mới thấy muôn nhà đủ vật thực đầy mài cho báo. Như vậy thì bây giờ đó là trong cái thời kỳ khi mà diễn tiến đó là nó sẽ sắp đến rồi. Thử ra cơ với phú thần tiên giáng bút bởi cơ trời đã thúc bên lưng, không tu chừng khổ cũng ưng, mà tu hành gặp cảnh vui mừng tội thai, thì nghĩa là mắt nhìn ngoại quế quốc thảm thê, năm ban cảnh khổ cũng kề bên tai. Vì thì đến việc thảm thê thê thảm, mắt phàm trần tường lãm bi ai là buồn rầu là đau khổ. Thử ra mắt phàm trần tường lãm bi ai cũng đồng cũng dục hoài thai, nên ta hết sức biệt mài dạy khuyên, thơ với phú thần tiên giáng bút bởi cơ trời đã thúc bên lưng, không tu chừng khổ cũng ưng, mà tu hành gặp cảnh vui mừng tội tha. Gì thì nghĩa là máu đào không nước khổ vô cùng, nam việt chân tình mãi thung dung, chẳng lo tu tỉnh cầu Phật thánh, để nước đến chôm dễ ùn, dễ ùn nó phải lọt ngoài sâu, chẳng có xuồng re trứng mấy rầu, làm sao lo liệu tu cho kịp bập bẹ, nam mô cung nhập cầu. Gì thì kẻ thị phi niệm Phật đưa đường qua lộ, dân giáo nhập phường quyết luôn. Thì theo lời tiên tri của ông Ba thì chẳng đó có tam sử. Cái sử thứ nhất á là tiền sử lắng trái mai hàm, ngày xưa tất cả quan đường cụ Đức Cố, Đức là Nguyễn, tất cả trăm quan các ngài quánh pháp hồi xưa đó gọi là dùng lắng linh đó, lắng trái đó là tiền chữ là tiền sử lắng trái mai hàm. Mà khi mà Đức Cố mà về ngay chăng chỗ đồn Bãi Thưa đó, ngài quánh pháp, mà khi mà ngài pháp bao dây quá, cuối cùng đó ngài cùng đường, ngài cùng đường đó thì ngài mới giái năm chèo số thằng ở này, năm chèo số thằng ta vì dân mạng đất nước đã cùng đường rồi, ta không còn lối thoát. Thì nếu mà ngươi là vì sứ mạng lớn lao sau này thì ngươi xuất hiện thì dọn đường cho binh sĩ đi, thì nghĩa là ông Nam Chèo xuất hiện lên dọn đường cho đó là binh sĩ đi. Nhưng mà sau này đến cái ngày mà khi mà Nam Chèo nổi rồi đó, là để nên việc phong ba biến chuyển cảnh hồng trần này tại biển Minh Sông đó, thì Đức Thầy cho biết là con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba có con nghiệt thú nút mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng bá gia mới biết người khùng là ai. Vì vậy thì hậu nhất thinh tiêu hết cù lao, nhị niên chí khổ đề lao che người, là chỉ còn trong cái thời gian đó là đây sắp đến đó là nó sẽ khổ, đó là cuối cùng đến cái ngày nhân lỗi là đến lúc lập hội Long Hoa. Như vậy thì bây giờ là tặng việc nhân gian đó là Trực Thiên Khoa, lão giả là Hậu Quy Nhân ấu giả mà Ly Kỳ Thiên Định Dĩ Thiên La, thì đến kỳ này là kỳ trời đã định rồi. Thì thử ra ông Ba cho biết là đủ châu gặp cọp rần rần mười phần thất bảy thất phần người ôi. Như vậy thì bây giờ là sủ dằn vốn thiệt hẳn hồi, cầu trời khẩn Phật sống côi lập đời. Như vậy thì giáp tí ắt sủ chuyện mau bây giờ là rất là mau. Thử ra trong cái thời kỳ khi mà diễn tiến rồi thì nói chung đó là không còn thể tả nổi cái đời này, mà thầy cho biết để đến đời trời ơi đất hỡi, mang của hình gì mới cho